Đỗ Thành Quyên kính chào quý vị và các bạn. Hiện tại đang vào buổi chiều tối của ngày 19 tháng 4 năm 2020 dương lịch. Thì hiện tại chúng tôi đang bọc một lô hàng sập thờ để ngày mai là ngày 28 tháng 3 âm lịch, tức là ngày 20 tháng 4 năm 2020 dương lịch, thì chúng tôi sẽ bàn giao cho tất cả các khách hàng. Bàn giao đúng ngày, đúng giờ cho khách. Chi tiết nhỏ nhất như thế này chúng tôi cũng phải bọc cẩn thận cho khách hàng để đảm bảo khi lên lắp đặt cho khách hàng không bị chảy xước và quý khách có thể sử dụng một cách yên tâm nhất. Đây là bộ cô đồ ung thư của chú Hiệp ở trên Hai Bà Trưng, Hà Nội. Chúng tôi cũng một lúc nữa chúng tôi sẽ bọc cho chú cẩn thận. Chúng tôi đang bọc sập thờ. Đây, từ những kế đôn đây vậy, cho chính tay người nhà chúng tôi bọc. Cơ sở chúng tôi sản xuất trực tiếp ra, không qua trung gian. Đây là những mặt hàng có gỗ, có gõ và có hương đá là chúng tôi sản xuất phần nhiều. Đây là bộ những bộ cơ đồ của tư hương đá, thì hàng đến đâu là khách lấy đến đấy. Rất là cẩn thận. Đây là những chiếc dạ tiền này, chúng tôi bọc những người rất cẩn thận. Và đây là cái bàn cơm. Ngoài đây là một bộ án giang, cũng là của một vị khách trên Hà Nội. Chúng tôi bọc xong, giờ chúng tôi sẽ mang bỏ lên xe, và trên xe chúng tôi còn phải bọc thêm một lớp nữa là lớp chăn để đảm bảo cho khách hàng khi công đoạn đi trên đường sẽ không bị chảy xước. Ngoài ra thì chúng tôi còn đây các bộ sập thờ hương đá đây, thì chúng tôi cũng đang hoàn thiện cho khách. Và những bộ cô đối con thư đây. Cũng có những bộ là khách đã ký nhận, và có những bộ là chưa có khách nào đấy. Đây thì chúng tôi để mộc như thế này thì khách hàng mới biết được, nhận biết được trần giác như thế nào. Video clip tôi đang quay trực tiếp tại cơ sở Thành Quyên chúng tôi chuyên sản xuất về của ta. Rất là đẹp nhé. Đây là phun sơn mát vàng và loang rất là đẹp. Thì mọi thông tin chi tiết thì kính mong quý khách liên hệ qua cơ sở Thành Quyên chúng tôi qua số điện thoại 0398949881 và địa chỉ là ngày Mộc Lát Xuyên Vàng, Sái Ninh, huyện Yên, tỉnh Nam Định. Cảm ơn tất cả quý khách hàng đã xem video clip.